Mình sẽ lên con combo 2,5 m Adidas và bộ chuông trước. Sĩ Trần sẽ đâm diều và Thành Minh đang cầm dây. Đầu lắm rồi Thành Minh, cầm dây cước. Quay quảng cáo lớn này rồi. Cáo đi. Cái này nào được 2,5 m không? 2,5 m được. Chỉ 2 m. Căng đấy nhá. Căng mới đâm ấy. Căng à. Đấy rồi. Yeah, biết chất. Mình thấy anh đâm có lực không? Đâm như thế, ông Sĩ Trần đâm chán lắm. Ông ấy toàn vất ra rồi, để cho mình chạy thôi. Thả thứ thôi, chú lên cuộn thôi. Vâng. Quay để quay video thôi. Nhà còn chục quân như này nữa. Rồi. Cô bố này ok. Đấy nên anh quay một tí. Vâng. Quay video bán thôi. Nó ngắn dây đòi dây. Ok. Combo chiều carbon Adidas 2,5 m và bộ chuông 7 quả đã test thành công và giờ mình kéo xuống rồi. Thành Minh đội trưởng đội kéo diều và đâm diều to. Kia Sĩ Trần đội trưởng đội marketing. Chuyên đi bốc phét. Chuyên đi bốc phét ra tiền. Gió này rốt gió đá ta, đá tây, tây nam nhỉ. Yeah. Qua càng tối càng gió to. Ui giời ơi. Nói chung là carbon nó cũng chỉ cong. Mình xin một kiểu ảnh nào. Quả người mẫu quá chất lượng rồi.